Hai anh em, lại là mình Irene đây. Vậy là quý đầu tiên của năm 2023 đã kết thúc với nhiều diễn biến quan trọng trong thị trường crypto. Chúng ta đã thấy được nhiều đợt airdrop khủng từ những cái tên, những dự án lớn như là Arbitrum này, SpaceID, cũng như là một số trend như là Layer 2, Optimism, ZK Rollup hay là LSD. Tháng này thì sẽ là một thời điểm quan trọng với nhiều sự kiện thú vị và có thể là sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền mã hóa. Chúng ta hãy cùng xem là những sự kiện này sẽ là những sự kiện nào nhé. Và anh em lưu ý giúp Irene là đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, và nếu như anh em thích thì đừng quên like, share và subscribe Coin68TV, và đừng quên bấm nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình nhé. Ok, sự kiện đầu tiên đó chính là vào ngày 13 tháng 4 thì Ethereum sẽ nâng cấp sang 2. Đội ngũ Ethereum Foundation thì đã xác nhận thời điểm triển khai nâng cấp sang 2 là vào lúc 5 giờ 27 phút 35 giây sáng ngày 13 tháng 4 theo giờ Việt Nam tại Epoch 194048. Sang 2 thì sẽ mở khóa 17 triệu Ethereum đang bị khóa ở trong hợp đồng staking. Trong nửa sau năm 2023 thì mạng lưới tiền mã hóa sẽ còn một đợt nâng cấp đáng mong chờ khác là EIP 4844, giúp kích hoạt cơ chế Proto đang sharding để tăng thông lượng xử lý và giảm phí giao dịch trên các nền tảng Layer 2 ở dưới dạng rollup của Ethereum. Sự kiện thứ hai cũng vào ngày 13 tháng 4 đó chính là điện thoại Solana Saga sẽ ra mắt. Solana Saga là điện thoại Android chip Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12GB và có màn hình OLED. Saga thì sẽ cho phép các nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana thử nghiệm ứng dụng phi tập trung ở trong Store dApp của Solana. Sử dụng thử Solana Mobile Stack, một framework Android tạo ra trải nghiệm linh hoạt cho ví và ứng dụng, hay như là SitVault, giải pháp lưu trữ private key ở trên điện thoại, Saga thì được dự đoán là sẽ có mức giá bán khoảng 1.000 USD. Trước đó là khoảng 3.500 chiếc điện thoại thì đã được gửi đến cho những người dùng pre-order. Sự kiện thứ ba đó chính là vào ngày 14 tháng 4 thì EOS EVM sẽ mainnet thêm một dự án phát triển EVM là EOS. Các nhà phát triển thì đã nghiên cứu EVM nhiều năm và đi đến chặng đường cuối cùng. EOS EVM thì đã được chốt lịch vào ngày 14 tháng 4 tới đây. Sự kiện thứ tư đó chính là vào ngày 18 tháng 4 thì chúng ta sẽ có nâng cấp Atlas tương thích sang 2 của Rocket Pool. Trước thêm hard fork sang 2 của Ethereum với cập nhật quan trọng là mở khóa Ethereum đã staking thì các nền tảng liquid staking cũng dục dịch nâng cấp để tương thích với sang 2. Bảng nâng cấp của Rocket Pool với tên gọi là Atlas thì đã được ấn định vào ngày 18 tháng 4, cắt giảm yêu cầu staking đối với các node validator xuống chỉ còn 8 ETH. Sự kiện thứ năm là vào cuối tháng 4 thì Optimism sẽ nâng cấp lên Bedrock. Bản nâng cấp Bedrock sắp tới thì sẽ được kỳ vọng là giúp cho Optimism mang lại lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn đối với đối thủ truyền kiếp của họ là Arbitrum. Cụ thể là Bedrock sẽ giúp cải thiện những thứ như sau này. Đầu tiên là giảm thời gian chuyển tiền từ Ethereum sang Optimism lên đến 4 lần. Thứ hai là giảm chi phí chuyển dữ liệu sang Ethereum lên đến hơn 20%. Thứ ba là giảm sự khác biệt với client GETH của Ethereum xuống còn 500 dòng lệnh, giúp cả hai đồng bộ tốt hơn. Kế đến là áp dụng cơ chế EIP-1559 như Ethereum để có thể cập nhật phí gas giao dịch. Tiếp theo là để dọn đường cho các giải pháp chứng minh bằng chứng dữ liệu khác như là ZK Rollup. Đề xuất Bedrock thì đã đi đến đồng thuận vào ngày 4 tháng 4. Dự án thì sẽ triển khai testnet Optimism Goli để thử nghiệm trước trong vòng 2 tuần, sau đó thì mới ấn định ngày lên mainnet. Vì vậy nên chúng ta có thể dự đoán là sự kiện này thì sẽ xảy ra vào tầm cuối tháng 4 này. Sự kiện thứ 6 là việc unlock các altcoin. Các altcoin có lịch mở khóa token trong tháng 4 thì sẽ bao gồm Bit, Aptos, F, DYDX, IMX, v.v. Anh em nhớ theo dõi kỹ lịch trả token của các đồng token này để tránh những pha đu đỉnh hay là bị oppo không đáng có nhé. Bên cạnh đó thì cộng đồng cũng đang chờ đợi stablecoin CRVUSD của Curve và stablecoin GHO của AAVE ấn định vào ngày ra mắt chính thức trong tháng 4 này. Và sự kiện cuối cùng đó chính là tin đồn về vụ kiện XRP và SEC thì sẽ có phán quyết trong tháng 4 này. Vào tháng 12 năm 2020 thì Ripple đã bị SEC cáo buộc là phát hành chứng khoán trá hình là đồng XRP, dẫn đến vụ kiện trị giá 1,3 tỷ đô nhắm đến công ty và ban lãnh đạo. Trong đó thì có CEO Fred Garlingshaw và chủ tịch Chris Lawson.
Kể từ đó cho đến nay thì Ripple đã bị cuốn vào cuộc chiến pháp lý với SEC, liên tục phải ra tòa để đưa ra các bằng chứng cho những cáo buộc của các cơ quan quản lý này. Nhưng nhờ vào diễn biến mới nhất của thương vụ Binance US mua lại Voyager thì giới quan sát và các nhà đầu tư của XRP thì đang hy vọng rằng Ripple có thể tận dụng tiền lệ mới được tòa án New York đưa ra trong vụ Voyager để có thêm những nền tảng pháp lý trong cuộc chiến với SEC. Ngoài ra thì cũng đang có tin đồn rằng tòa án quận Nam New York, nơi thụ lý những vụ kiện giữa SEC và Ripple thì có thể đưa ra phán quyết ở trong chính tháng 4 này. Vậy là Irene vừa cùng anh em đi qua tổng hợp những sự kiện đáng chú ý trong thị trường crypto trong tháng 4 năm 2023. Anh em nghĩ sao về những sự kiện này? Anh em có mong chờ những sự kiện này hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ và cảm nhận của anh em ở phía bên dưới nhé. Và nếu như anh em có những sự kiện nào nữa thì cũng hãy comment ở phía dưới phần bình luận để các anh em khác cùng được biết. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!